Hiện nay gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ trung bình yếu, nên thời tiết toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban ngày duy trì trạng thái tạnh ráo, có nắng. Từ chiều tối và tối mưa dông sẽ xuất hiện và gây mưa rào kèm dông. Vì thế người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay 20 tháng 9 năm 2023 như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Ban ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm 78 đến 83%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ 31 đến 33 độ, mưa rào nhẹ và dông xảy ra vào chiều tối, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, độ ẩm 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo, ngày có lúc có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, độ ẩm 78 đến 83%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 20 tháng 9 năm 2023, nước lớn, mức cao nhất 365 cm vào lúc 4 giờ và nước ròng mức thấp nhất 120 cm lúc 10 giờ 30 phút.